Xin chào cả nhà. Em lần này em sẽ lên sóng cho các bác cái dòng súp để tẩy nồi niêu xoong chảo các bác nhé. Đấy, dầu mỡ này, rất là nhiều những cái bác hỏi em để bán lại cho các bác một ít. Ngày hôm nay em lên sóng cho các bác để các bác nào cần cái này thì báo em nhé. Cái này tẩy dầu mỡ rất là tốt luôn, bởi vì là như hàng nhà em lấy hàng về, tất cả những cái dòng ở bên Nhật chuyển về, lồi niêu xoong chảo từ lồi áp suất này, lồi đun này, rồi đến chảo này, rồi đến ấm này, mà dầu mỡ bắt két rất là bẩn nhá. Nhưng mà khi em dùng cái này thì ví dụ như nhà em tẩy nhiều thì em sẽ đổ nhiều vào để em pha loãng nước ra, sau đó là nước lạnh đấy các bác nhé, không cần đến nước nóng, pha loãng nước ra cho cái thùng xốp to đấy. Sau đó ví dụ như những cái con nào mà nó két dày quá thì em sẽ cho ngâm khoảng tầm 1 đến 2 tiếng em nhấc ra, bắt đầu em đánh, thợ bắt đầu đánh thì rất là sạch luôn các bác nhé. Các bác không cần phải dùng đến bối sắt, bởi vì bối sắt nó có thể nó làm cho cái lớp bóng của cái lồi nó bị mất đi, nó bị chảy xước. Các bác dùng cái bối rửa bát thôi là các bác đánh nó rất là sạch, rất chi là sạch rồi. Ở đây em bán như này là 300.000 một cân. Và như các bác nếu như nhà mình dùng cho gia đình, em không tính là nhà hàng hay là khách sạn hay quán ăn, thì các bác chỉ cần dùng 3 lạng thôi. Đây cân em cân các bác như cái gói dở dở này nó rơi vào tầm 3 lạng thì rất là nhiều luôn các bác nhé. Mà mỗi một lần các bác dùng ấy thì chỉ cần một cái thìa của trẻ con nhà mình ăn cơm đúng không? Thìa của trẻ con ăn cơm ấy. Đấy. Đây như cái gói này là hơn 4 lạng. Đấy, được rất là nhiều luôn. Mỗi một lần dùng ấy, nhà các bác đánh bỏ ra khoảng 3-4 cái lồi, các bác đánh một lần thì các bác dùng đến 2 thìa trẻ con ăn cơm, là cái thìa muỗng to đấy. Các bác pha loãng nước ra thì cái 2 thìa đấy các bác có thể pha rơi vào tầm một lít nước. Các bác pha 1 lít nước bằng 2 cái thìa đấy nhá. Nếu như đặc hơn thì nó lại càng nhanh, mà loãng thì nó lâu. Nếu các bác nào muốn nó ra nhanh thì các bác pha đặc một chút. Đấy, như cái gói như này là hơn 4 lạng. Hơn 4 lạng thì các bác có thể dùng được cả năm các bác ạ. Đấy. Mà đánh thì khi mà sau đến hàng nửa năm các bác mới phải đánh lại, chứ còn đâu không phải đánh nhiều. Như nhà em lồi lưu nhà em dùng thì em khoảng nửa năm em mới đánh lại một lần. Như cái gói khoảng tầm 100.000 em bán là hơn 3 lạng, cộng thêm 30.000 tiền ship, thì các bác có thể dùng thoải mái nhé. Dùng hàng năm không hết, yên tâm là hàng năm không hết. Sau đó các bác buộc chặt vào, lấy dây các bác buộc chặt vào, buộc túi bóng các bác cất đi, để tránh trường hợp nó bị chảy nước. Các bác lưu ý là tránh trường hợp chảy nước. Chảy nước thì các bác vẫn dùng được thôi, nhưng mà cái khả năng tẩy nó sẽ không còn tốt. Ví dụ đáng lẽ được 10 nó chỉ được tẩy được khoảng 7 thôi. Đấy, lưu ý là như thế nhá. Và khi các bác vệ sinh thì các bác lưu ý đeo găng tay và đeo khẩu trang nhá, bởi vì khi cái này nó hất lên rất là hơi, nó không phải nó hơi mà nó hắt mũi mình ấy. Và đeo găng tay vào để chống hầu như những cái chất tẩy rửa nó đều ăn mòn tay cả. Nên đeo găng tay vào cho nó chắc chắn, yên tâm nhé các bác nhé. Đấy, một cân như này em bán là 300.000. Bác nào lấy một cân thì em bao ship luôn. Còn đâu lấy lẻ thì phải lấy từ 3 lạng trở lên 100.000, em bán cho hơn 3 lạng cộng với 30.000 tiền ship, khoảng 130.000 nhé. Đấy. Nên gọi là súp tẩy rửa. Rất là sạch sẽ luôn, mà các bác yên tâm là không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, khi mình rửa sạch đi thì nó bình thường mà. Tất cả lồi lưu nhà em toàn tẩy rửa bằng cái này. Bác cần thì liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác ở các video sau.